Trong nuôi tôm, việc dùng máy truyền thống không có thắng và máy có thắng của FarmX sẽ có sự khác biệt như thế nào đối với máy không có thắng? Ngay từ lúc bắt đầu đề ba động cơ, thức ăn đã nằm sẵn ngay tại ổ quăng, liền ném cái mọc lượng lớn, rất khó kiểm soát. Khi hoạt động từ 2 đến 3 giây thì thức ăn mới bắt đầu gãy bung ra xung quanh. Nên ước lượng việc cho ăn đã bao nhiêu là hoàn toàn thủ công và vô chừng. Đến lúc hết thời gian cho ăn, thanh quăng sẽ không dừng hẳn mà sẽ gom tụ thức ăn về chân máy, sẽ gây ra lãng phí thức ăn, canh nhá không chính xác và ô nhiễm môi trường nước. Ngược lại, đối với máy cho tôm ăn cải tiến mới, có tới 2 lần thắng, sẽ dừng thức ăn kịp thời. Dễ dàng thấy, lúc đề 3, thanh quăng đã quay, nhưng mà thức ăn đã được kẹp chặt phía trên, nên không hề có hạt thức ăn nào tập trung ngay tại máy lúc này. Thức ăn sẽ được gãy đều như mưa, trong bán kính là từ 6 cho đến 9 mét. Kết thúc số giây cho ăn, máy sẽ thắng lần thứ 2, dừng và giữ thức ăn lại. Thanh quăng vẫn hoạt động để dọn sạch tuyệt đối lượng thức ăn dư thừa, không lãng phí thức ăn, không gây thức ăn tại chân máy. Máy 2 lần thắng, chiến thắng nhân đôi. Được nghiên cứu và sản xuất tại công ty FarmX, duy nhất trên thị trường hiện nay. Liên hệ ngay hotline 0899 199 700 để được tư vấn nhé.